thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Ngỡ ngàng chi phí bảo dưỡng sau 12.000 km của VF8. Nhiều chủ xe VinFast VF8 tỏ ra ngỡ ngàng với chi phí bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng, điều khó tin và không thể có nếu sử dụng xe xăng. Người dùng xe xăng mơ ước chi phí bảo dưỡng của xe điện. Trong một buổi trò chuyện với kênh Chipcar, anh Nguyễn Đạt Trọng Hiếu, một trong những người sở hữu VF8 đầu tiên tại Việt Nam, đã kể về trải nghiệm khó tin khi đi bảo dưỡng mẫu DSUV của mình. Cụ thể, trong lần bảo dưỡng đầu tiên ở mốc 12.000 km, anh Hiếu đã không khỏi bất ngờ với khoản chi phí chỉ 600.000 đồng. Trong số này, phần chi phí lớn nhất chỉ là thay lọc gió, một lựa chọn không bắt buộc của hãng. Một số hạng mục như nước làm mát, rửa kính hoàn toàn miễn phí. Với kinh nghiệm sử dụng xe xăng, theo anh không có xe nào sử dụng động cơ đốt trong nào có thể bảo dưỡng ở mốc 12.000 km với mức giá rẻ không tưởng như vậy. Chi phí bảo dưỡng như thế thì không có gì phải bàn cãi nữa. Người dùng xe xăng phải mơ ước về chi phí như vậy, anh Trọng Hiếu nói. Trên nhiều diễn đàn, chia sẻ của các chủ xe VF8 về kinh nghiệm bảo dưỡng xe điện đều có chung cảm nhận, rẻ đến ngỡ ngàng. Chia sẻ trên kênh cá nhân, anh Hoàng Đức Quân, một chủ xe VF8 đã liệt kê chi tiết những hạng mục cần bảo dưỡng cho VF8. Với hệ truyền động đơn giản, cấu tạo không phức tạp như xe xăng, checklist bảo dưỡng của VF8 chỉ gồm các hạng mục như kiểm tra lưỡi gạt mưa, kiểm tra pin, dây điện, cổng sạc, áp suất lốp, má phanh. Tất cả những bước kiểm tra trên chỉ tốn khoảng 1 giờ đồng hồ. Vì không thay lọc gió, người dùng này chỉ mất khoản phí thấp kỷ lục 226.000 đồng. Số tiền trên đã bao gồm một số hạng mục kiểm tra được anh Tuân yêu cầu riêng với xưởng dịch vụ. Chi phí bảo dưỡng VF8 rẻ hơn xe máy, rất tuyệt vời, anh Hoàng Đức Tuân tỏ ra bất ngờ. Trên cộng đồng VinFast toàn cầu, không ít chủ xe VF8 cũng đã khoe hóa đơn bảo dưỡng với số tiền chưa tới 300.000 đồng. Ngoài ra, như phân tích của thành viên Lê Thành Thức, mức bảo dưỡng rất xa lên tới 12.000 km của VF8 cũng giúp người dùng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Anh so sánh chiếc Mazda BT50 trước đó của anh yêu cầu bảo dưỡng với tần suất dày. Mỗi 5.000 km khiến chi phí định kỳ cao hơn hẳn xe điện. Số tiền lại càng đội lên với các mốc di chuyển lớn hơn khiến chi phí bảo dưỡng với xe xăng càng tốn kém. Không lựa chọn lại vì VF8 vô địch phân khúc. Không chỉ chi phí bảo dưỡng siêu rẻ, theo nhiều chủ xe VF8, tổng số tiền nuôi mẫu SUV điện hạng D VinFast cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với xe xăng. Sau hơn một năm sử dụng với 18.000 km đã di chuyển, anh Nguyễn Đạt Trọng Hiếu tổng kết, tổng chi phí nuôi VF8 tối ưu hơn hẳn xe xăng. Anh tính toán, với chiếc Mercedes GLC200, anh tốn khoảng 290-300.000 đồng cho 100 km. Trong khi đó, sử dụng VF8, anh tốn vỏn vẹn 50.000 đồng tiền sạc điện, tức là chưa bằng 1/5. Không chỉ tối ưu chi phí, anh Hiếu thừa nhận, trải nghiệm với VF8 cũng hơn xe xăng về nhiều mặt. Trước hết là khả năng vận hành của chiếc VF8 với động cơ có công suất tối đa 402 mã lực giúp mẫu DSUV dễ dàng chinh phục cung đường đèo núi, các con dốc cao. Hệ thống ADS của VF8 cũng là một trong những điều khiến anh ấn tượng nhất khi chuyển sang sử dụng xe điện. Hệ thống này là tổng hợp của nhiều tính năng quan trọng như hỗ trợ lái trên cao tốc, phanh tự động khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông. Những tính năng an toàn thông minh này được anh sử dụng thường xuyên trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ. Một trải nghiệm khó có được với xe xăng khiến anh Hiếu tâm đắc là khả năng nâng cấp sau mỗi lần cập nhật phần mềm của VF8. Qua mỗi lần update, xe thêm tính năng mới, hoàn toàn miễn phí, hiệu năng trên xe cũng được cải thiện, anh Trọng Hiếu tỏ ra hài lòng. Đồng tình, nhiều người dùng cũng đánh giá VF8 đang ngày càng thăng hạng, đặc biệt là với phiên bản VF8 Lux vừa được hãng giới thiệu. Theo cảm nhận, nhiều khách hàng đã trải nghiệm mẫu DSUV phiên bản thăng hạng đẳng cấp mới của VinFast êm ái, đầm chắc hơn với hệ thống treo đã được tinh chỉnh, khả năng cách âm tốt hơn, dàn âm thanh chất hơn, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADS. Nói dịch vụ thông minh VF Connect mượt mà hơn cũng là những cảm nhận thực tế với VF8 Lux. Ngoài ra, VV 2.0 tích hợp AI tạo sinh với chỉ số thông minh cao hơn cùng khả năng tự học cũng giúp mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và yên tâm trên các cung đường. Từ những trải nghiệm hấp dẫn của VF8, anh Trọng Hiếu dành lời khuyên tới người dùng. Nếu có ý định, đừng lan tăn, VF8 là vô địch trong phân khúc. Anh cũng gợi ý mọi người tham khảo thêm các chính sách rất tốt của VinFast để sở hữu mẫu SUV điện này. VF8 Lux có giá niêm yết từ 1,17 tỷ đồng thuê pin. Mua xe thời điểm hiện tại, khách hàng có cơ hội được nhận loạt đặc quyền như ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và tặng gói khám sức khỏe VinMec trị giá 50 triệu đồng dành cho chủ xe và gia đình, áp dụng tới hết ngày 30 tháng 11 năm 2024. Tặng bộ thảm sàn và bộ sạc di động 2,2 kW tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng Vigreen tới hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng
và ưu tiên đỗ tại các địa điểm thuộc tập đoàn Vingroup, được cam kết mua lại xe với mức định giá xe cũ lên tới 90%. Nếu đổi từ VF8 sang VF8 Lux, khách hàng được định giá mua lại xe cũ lên tới 93%. Từ tiêu dùng kinh tế đô thị, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.